Chào các bạn, đến tham dự VS Channel ngày hôm nay có sự góp vui của hai anh em song sinh nhà Galaxy Note 4, Note 4 và Note S. Nói qua một chút về Note S, tuy không được nổi tiếng như người Anh và cũng đến tay người dùng muộn hơn rất là nhiều, nhưng Note S mới chính là biểu tượng cho sự đổi mới và cách tân của Samsung năm 2014 với thiết kế dường như đến từ tương lai. Thôi mình xin phép không dài dòng nữa. Ngay bây giờ mình sẽ giúp các bạn hiểu những điểm khác nhau giữa Galaxy Note 4 và Galaxy Note S. Về thiết kế, Note S chính là một biến thể của Note 4 và Note S thừa kế rất là nhiều những điểm sáng về thiết kế từ Note 4. Chúng ta vẫn có những đặc điểm rất Note 4 như mặt lưng giả da, camera lồi hay là viền kim loại thần thánh. Thậm chí là hoa văn trang trí viền màn hình cũng hoàn toàn giống hệt với Note 4. Tuy nhiên thì qua hình ảnh so sánh cũng như là số đo thực tế đang hiện trên màn hình, các bạn cũng có thể thấy là Note S béo và lùn hơn chứ không gọn gàng thanh thoát như là Note 4. Cạnh trái của Note S không có gì khác biệt so với Note 4 ngoài một chi tiết nhỏ là hai phím tăng giảm âm lượng được làm liền chứ không lõm ở giữa. Tuy nhiên sang đến cạnh phải, đường viền bằng kim loại này đã phải thu gọn lại rất là nhiều, nhường chỗ cho phần đặc biệt nhất của Note S, một giải màn hình phụ. Thực ra giải màn hình phụ này chính là phần kéo dài của màn hình chính, không giống như phần còn lại của thế giới điện thoại. Màn hình là phải kết thúc nơi viền máy, nhưng với Note S thì không như vậy. Màn hình tràn ra và uốn cong xuống, tiến sát đến mặt lưng. Nhìn vào cách thiết kế này của Samsung thì có lẽ cái ngày của những thiết bị không viền với màn hình chiếm toàn bộ diện tích của thiết bị sẽ không còn xa xôi nữa. Để nhường chỗ cho cái phần màn hình cong này thì nút nguồn vốn bao đời máy Samsung luôn luôn nằm ở cạnh phải, nay đã bị di chuyển lên đỉnh máy. Vị trí này vốn chỉ hợp với những thiết bị nhỏ gọn như kiểu iPhone 4, iPhone 5. Với một gã khổng lồ như là dòng Note thì vị trí này không được thoải mái cho lắm. Rất may là chúng ta chỉ phải sử dụng đến nút nguồn này mỗi khi muốn tắt nguồn, còn bật máy lên thì đã có phím home cứng đảm nhiệm rồi. Không ngạc nhiên khi cả hai máy đều sử dụng chung một công nghệ màn hình Super AMOLED và có chất lượng hiển thị rất là giống nhau và đều rất là tốt. Tuy nhiên thì ở Note 4 là màn hình 5,7 inch với độ phân giải là 1440x2560. Còn với Note S là màn hình 5,6 inch, độ phân giải 1600x2560. Tính cả màn hình phụ, độ phân giải cao hơn trên một màn hình nhỏ hơn. Note S có mật độ điểm ảnh cao hơn một chút so với Note 4. Tuy nhiên trên thực tế thì khác biệt là rất ít, gần như không thể nhận ra bằng mắt thường. Xét về cấu hình thì về cơ bản hai thiết bị sở hữu chung một cấu hình. Có thể là con chip Snapdragon 805 lõi tứ 2,7GHz hoặc là Exynos 5433 với 4 lõi 1,9 và 4 lõi 1,3. Bản chính hãng ở thị trường Việt Nam sẽ chạy con chip Exynos. Cả hai đều có RAM 3GB, rất là đã. Với Android thì RAM bao nhiêu cũng phù thường. Nói đến bộ nhớ trong thì có đôi chút khác biệt ở đây. Chơi với Note 4 là các bạn sẽ phải bắt buộc chơi với bản 32GB, không có sự lựa chọn nào khác. Còn với Note S thì các bạn có thể thoải mái lựa chọn giữa bản 32GB và bản 64GB. Rất may là cả hai máy đều hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ nên các bạn có thể thoải mái mở rộng lên bao nhiêu GB tùy thích. Về pin thì Note 4 lại được ưu đãi hơn một chút với 3220mAh so sánh với con số tròn trĩnh 3000mAh trên Note S, và cả hai đều được trang bị công nghệ sạc nhanh. 50% pin chỉ mất có 30 phút sạc thôi, 2 tiếng là đầy pin, rất là ấn tượng. Và bây giờ sẽ là phần cực kỳ thú vị. Với màn hình cong xuống dị nhất thế giới này, trải nghiệm người dùng trên Note S sẽ cực kỳ khác biệt so với Note 4 và cũng khác biệt hẳn với phần còn lại của thế giới. Ngay từ lần đầu tiên cầm vào Note S, các bạn sẽ phải làm quen khá là nhiều, bởi Note 4 hay là những thiết bị thông thường, viền máy cung cấp đầy đủ chỗ cho các ngón tay cầm chắc chắn vào cái phần viền máy. Còn với Note S thì do viền máy được tối giản, nhường chỗ cho cái phần màn hình cong, các ngón tay của các bạn sẽ chỉ còn một chút chỗ để bám lại vào cái phần viền thôi, cảm giác hơi bị trông chênh một chút. Tất nhiên là chúng ta vẫn có thể thoải mái cầm trực tiếp vào cái phần màn hình cong này mà không làm ảnh hưởng đến các thao tác trên màn hình chính. Nói về những gì chúng ta có thể làm với phần màn hình cong này, mình đã có riêng một video riêng cho vấn đề này. Tóm tắt lại, chúng ta sẽ có thể dùng phần màn hình chính này để hiển thị giờ, thông báo Noti, rất tiện khi đặt máy ở trên mặt bàn hay là trên giường. Do tính chất của màn hình AMOLED, Note S có thể tắt hoàn toàn phần màn hình chính đi và chỉ hiển thị phần màn hình phụ thôi. Điều thứ hai thì với phần màn hình cong, chúng ta sẽ có thêm một chiều không gian nữa để tương tác với máy. Chiều không gian này sẽ trợ giúp rất đắc lực trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ở màn hình chính thì nó sẽ là thanh dock và chúng ta có thể dễ dàng dùng nó để chuyển tới các ứng dụng rất là nhanh chóng. Trong một số ứng dụng như là camera hay là S-Note, tất cả những nút setting hay là những nút chức năng sẽ được đưa hết lên đây, để lại phần màn hình chính rộng rãi cho chúng ta tập trung làm việc. Cuối cùng thì có thể coi màn hình phụ trên Note S như một thanh công cụ đa năng, có thể kích hoạt bất cứ lúc nào với một thao tác kéo từ mép màn hình vào trong. Với rất nhiều công dụng hữu ích, ví dụ như là dùng làm thước đo, thể hiện sự cá tánh của bản thân, theo dõi thông số hệ thống, theo dõi thời tiết, tin tức hay là giá cổ phiếu. Đó mới chỉ là một số tính năng mà Samsung tự làm mà thôi. Đến khi lập trình viên vào cuộc thì chúng ta sẽ có nhiều thứ hay ho để có thể làm với cái phần màn hình cong này. Đó, tóm tắt lại là như vậy. Bạn nào quan tâm hơn về cái phần màn hình cong này thì mời các bạn xem lại video riêng về những gì có thể làm với nó. Hy vọng là nãy giờ các bạn đã hiểu hết về những điểm giống và khác nhau giữa hai anh em song sinh Note 4 và Note S. Note S sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những bạn yêu thích sự sáng tạo, phá cách và dám đi trước xu thế để trải nghiệm những công nghệ, những tính năng dường như đến từ tương lai. Còn với Note 4, đơn giản nó chính là chiếc phablet tốt nhất ở thời điểm hiện tại,
với phần cứng, phần mềm, tính năng kết hợp với nhau rất là hài hòa, rất xứng đáng để trở thành một người trợ lý lâu dài, ổn định trong công việc cũng như cuộc sống của bạn. Chúc các bạn vui vẻ với sự lựa chọn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.